Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Ngựa chiến mới này sẽ đi khắp mọi nẻo đường của đất nước và chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn những cái điều thú vị nhất, tuyệt vời nhất. Và
Hello, Hoàng Linh Hiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngựa chiến mới này sẽ đi khắp mọi nẻo đường của đất nước và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn những cái điều thú vị nhất, tuyệt vời nhất của Việt Nam và chia sẻ những cái giá trị của việc chơi cây đến với tất cả cộng đồng quý vị anh em, lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời nhất. Hôm nay thì tôi lại quay về một cái không gian vườn. Đây là một cái vườn cây mà cứ mỗi cái lúc nào mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất và lúc nào tôi muốn ngắm thiên nhiên nhất, ngắm nhiều cây nhất trong một cái khung cảnh rất là đẹp như này thì tôi lại quay về đây. Một cái khu vườn chúng tôi đang đặt mục tiêu là sẽ tạo ra một cái gọi là nơi bảo tồn những cái cây của Việt Nam. Đó, và như quý vị các bạn ở đây rất là nhiều cây. Và nơi bảo tồn thì nó sẽ có một cái việc là sẽ phải sưu tầm gần như tất cả các dòng giống cây. Và nếu chọn là những cây đẹp nhất thì là tốt nhất, còn nếu không thì gọi là có để không thể nào thiếu. Như quý vị các bạn nhìn ở trong đây thì có rất là nhiều, như từ những cây seri, từ những cây túc, cây sam ở miền Trung, cây me, cây tùng, cây xanh miền Bắc, cây ruối bắc làm cụm rừng, rồi trong này là rồi có những cái cây như là cần thăng đấy, rồi túc sộp ngâu, được chưa ạ, kể cả là sen đấy, linh sam, rồi tùng kia nữa đấy, tùng kim nữa đấy, xanh si, rồi đây kể cả là những cái cây gọi là cẩm thị cũng có luôn, đúng không ạ? Đấy, cái linh sam hoa tím. Mỗi lần đến đây thì tôi thích nhất là nó đa dạng chủng loại cây và cái không gian được sắp đặt rất là đẹp. Đây là một trong những khu vườn mà Hà Nội thì quá là hiếm hoi. Chúng tôi sẽ có cái buổi mà công khai cái khu vườn này. Nhưng hiện nay thì là chúng tôi đang trong quá trình là sắp xếp, set up, rồi tìm kiếm những cái cây để đưa về đây, sưu tầm về đây, nên là cũng từ từ rồi quý vị các bạn cũng sẽ biết cái vườn này nó là một trong những vườn mà mục tiêu là đẳng cấp nhất Việt Nam. Nếu nói về là cái nơi mà nó có số lượng cây to nhất và nhiều nhất, rồi thì là đa dạng nhất, thì có lẽ ở đây sẽ là khủng nhất. Các loại khế gân, rồi tường vi, đúng không, rất là nhiều. Đây, những cây hải châu trong kia là những cây khế gân, đây rất nhiều những cây khế gân này, cây me này, trên kia là cây mẫu đơn này đấy, rồi những cái cây cẩm thị này, linh sam này, đó đẹp chưa, rất là đẹp. Cây hoa giấy thác độ này đấy, mai chiếu thủy này, tuyệt vời luôn. Đẹp không, ở đây không gian nó quá là đáng yêu luôn. Thật sự là tôi khẳng định là bất kỳ một ai mà khi đến cái không gian vườn này thì cũng mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là sướng luôn. Cảm thấy là nó thiên nhiên, nó ung dung tự tại, nó có một cái gì đó nó tuyệt vời lắm, rất là khó tả. Bởi vì là cái cảm xúc mà mỗi một cái cây trong cái không gian vườn này, mỗi một cái tác phẩm trong cái không gian vườn này thì cho chúng ta những cái cảm xúc rất là dâng trào, nó rất là đặc biệt. Tùng rồi cả những cây si này đấy, rất là đẹp đúng không, si tuyệt vời. Ở trong này thì chúng tôi còn đang có những cái khu mà đang nuôi những cây phôi rất là to. Ra đây thì xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng ngắm một cái cây vú sữa cũng rất là đẹp, mà một cái cây vú sữa nó cực kỳ đẹp luôn đấy. Quý vị các bạn chắc chắn là sẽ cũng hiếm thấy cái cây vú sữa nào nó đẹp như này. Tất nhiên là tôi được biết là có một cái cây vú sữa ở trong Vũng Tàu thì có một người anh đã mời tôi vào để đặt tên cho cái tác phẩm vú sữa của anh ấy. Và cái tác phẩm này thì rất là vui, tôi mới đặt tên, và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã làm một cái thạch thư nó rất là to. Những cái thạch thư mà để nói là cho những cái tác phẩm thì ở đây cũng là những cái viên thạch thư vĩ đại nhất. Đấy, tác phẩm Hoành Lôi Chi Vũ là một cái cây vú sữa nó to này, này quý vị thấy không, rất là bự đúng không ạ, rất là to, rất là đẹp, và một cái cành bay rất là phiêu như thế này đấy. Và
Ở đây sưu tầm cả những cái bể nước cổ này, cả những cái bể nước cổ đúng không? Rất tuyệt vời. Rồi hoa sữa vẫn nồng nàn đường phố đêm đêm. Ở ngoài kia thì là những cái cây rất là to, là những cái cây bóng mát, và có cả những cái cây mà chúng tôi có thể cho được lên chậu. Rồi đây như quý vị các bạn nhìn thấy là những cái cây trà bồ đề rất to như này, nhưng mà mấy hôm nữa thì sẽ cho lên chậu hết nhé. Cái chậu của nó rất là to, kích thước của nó toàn là 6m x 4m hoặc 5m x 3m, rất là bự. Ví dụ như là cây sung này chẳng hạn thì chúng tôi cũng mới cho cây lên đây này. Quý vị nhìn thấy không? Cái chậu này rất là to. Và phải chia sẻ với quý vị và các bạn một cái điều mà chắc chắn là không phải là ở đâu mà cũng có thể, ai cũng có thể đủ tầm để chơi được. Đó là cái khu vườn này của chúng tôi thì đặt 600 cái chậu như thế này. 600 cái chậu như thế này, đúng không ạ? Đắp bằng theo cái phong cách của Huế, và tất cả đều là thợ Huế đắp hết. Nên là quý vị thấy là nó có kinh khủng khiếp không? Đấy, 600 chậu. Và dự kiến là cái chi phí cho cái tiền chậu không thì nó lên được khoảng độ 20 tỷ. 20 tỷ, con số không hề nhỏ. Kinh khủng khiếp. Ở đây thì theo kế hoạch thì chúng tôi cũng chỉ là cái nơi để mà gom những cái cây phôi về, sau đó thì dâm bầu, rồi thì chăm sóc để cho cây nó khỏe, thì sau đó mới tiến hành thì cho lên các cái chậu to. Ở đây thì quý vị các bạn thấy là cái cây nào nó khỏe rồi thì sẽ cho lên cái chậu to như thế kia. Ví dụ như cây me cái rất là đẹp như thế kia thì cũng đã lên chậu rồi đó. Thế còn lại những cái cây mà cái kiểu nét nghệ thuật này thì cũng chơi những cái cây như thế này. Cái cây khế gần rất là đặc biệt luôn, nhìn mắt nhìn tay chắc là quý vị các bạn cũng chưa nhìn thấy cái cây khế là nó nhiều thân nhiều cành như thế này, đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì cái mục tiêu là tất cả những cái cây nào trong không gian này thì đều cũng sẽ đặt tên, và sau này thì chúng tôi sẽ chú thích cho từng cái cây một. Ví dụ như cây này nó là cây thiên tuế thì sẽ có một cái bảng thông tin là cây thiên tuế, và nếu mà tìm được cái nguồn gốc hoặc cái tuổi thì chúng tôi sẽ ghi chép vào tuổi cây rồi các thứ ở đây đó, và bên cạnh nó là tên của các cái tác phẩm thì cũng sẽ được khắc vào những cái viên đá như thế này, chúng tôi gọi nó là thạch thư. Đấy, những viên thạch thư rất là đẹp. Và hiện nay thì cũng vẫn đang sưu tầm rất là nhiều. Ở bên kia thì thợ lúc nào cũng đang có người làm, và những cây lộc vừng rồi. Nếu mà quý vị và các bạn mà nhìn thấy được một cây xoài nó to hơn cái cây này thì kinh khủng khiếp luôn. Một cây xoài khủng khiếp, một cây xoài dáng lão. Nó rất là hiếm có, hiếm thấy, đúng không ạ? Ban đầu thì tôi cứ tưởng nó là cây lộc vừng cơ. Nhưng mà sau thì hỏi ra thì đây nó là một cây xoài nhá. Cây xoài ấy, mà cái đường kính thân thì nó phải hơn mét. Tất cả đều nu này, lên kia cũng nu này, cành tay cành nó làm thì quá điệu luôn. Đấy, và tôi đặt tên cho cái tác phẩm này là Đại Lão Kim Quang. Đấy, nó cũng rất là ý nghĩa. Đại Lão Kim Quang. Đây, mời cả nhà cùng vào đây để ngắm một cái cây khế mới lên chậu. Cây khế mới lên chậu. Và tôi đặt tên cho cái cây khế này là Nho Sĩ. Quý vị nhìn thấy cái chậu này khủng khiếp không? Chậu Huế đắp này, kinh khủng. Đấy, một cái chậu tròn Huế đắp xong là dán gốm này, dán xanh này. Đấy. Rất là cổ kính đúng không? Thời gian 5 tháng nữa là cái này nó lên tem thì những cái chậu Huế này thì quá là kinh điển luôn. Và nhìn cái khế Nho Sĩ, dáng Nho Sĩ rất là đẳng cấp luôn, cực kỳ là quý hiếm. Cái đường kính ngang của cái bệ dưới này tôi đoán đâu đấy không đo, nhưng mà nó cũng phải rơi vào tầm 1m3, 1m4 từ bên này sang bên này. Và cây này nó là cao lên kia thì chắc đâu đó cũng phải tầm gần 3m đó. Và nó có một cái thân phần rễ ở dưới nó biến hóa kinh khủng khiếp, rất là khó tưởng tượng. Và cái đoạn thân giữa nó to, và lên trên thì nó đã chia thành các cái nhánh, cái cành mà chia tán rất đều nhau. Đấy, những cái chậu đắp rất đẹp, và những cây thì rất là độc đáo, rất là kỳ lạ, kỳ dị. Ở bên kia thì quý vị đang nhìn thấy là anh em đang vẽ bóng một cái cây vú sữa, kinh điển không? Cây vú sữa này mà vẽ xong thì cũng là thuộc hàng khủng khiếp đấy. Nó cũng không hề đơn giản một chút nào. Đâu, nó có cái thân nó bay
Trời ơi, quá đẹp luôn, người đứng trên bé tí kìa cả nhà. Nhìn thấy chưa? Cái cây bằng lăng này mới về này. Thì hôm trước tôi vừa ghi hình là nó chưa có cây bằng lăng này. Bằng lăng này thì sau này phải ghép thành bằng lăng siêu hoa. Nó sẽ ra hoa rất là đẹp. Đường kính cây bằng lăng này thì nó rơi vào đâu đó trên 1 mét. Thân cũng khá là đẹp. Và đây thì chúng ta có một cái cây đề trắng cũng mới mang về và cũng mới xử lý này, đang đục đẽo và bây giờ thì cây nó đang bật mầm rất là khỏe. Cái phương pháp chăm sóc của các anh em ở trong khu vườn này phải nói là đỉnh cao luôn. Đấy, nên cây nào về thì cũng hầu như là sống rất là khỏe chứ không có cái gì yếu. Đấy. Đấy, những cây giá vũ được anh em vẽ bóng, vẽ tàn rất là đẹp luôn. Ở không gian này thì quá tuyệt vời, mọi người mà được đến đây ngắm, ngồi uống nước, uống trà, đúng không, thưởng lãm thì đỉnh của chóp luôn. Cái khu vườn này có một đặc điểm là rất nhiều những cây khế đẹp, nhiều cây khế đẹp lắm. Đó. Thế còn nói về me thì tôi cũng đã từng đi khá là nhiều những cái vườn me to, me khủng luôn đấy. Nhưng mà cây me to kia thì nó lại có cái đặc điểm khác. Cây me này thì nó lại có bộ đế này, bộ đế kinh điển luôn. Bộ đế này nó quá khủng khiếp rồi. Đấy, quý vị thấy không? Từ kia bên kia sang bên này chắc cỡ đâu đó nó phải gần 4 mét. Gần 4 mét bộ đế. Và tôi đặt tên cho nó là Đại Thế Lưu Phương. Kinh khủng. Trên nó đã cũng bật mầm rất khỏe rồi. Đấy, và cái quan trọng nhất là cái cây to mà khi đánh về và làm sao mà chăm sóc cho nó khỏe được thì mới là một vấn đề. Riêng cái phần giá thể để mà trồng cho cái khu vườn này thì nó thuộc hàng khủng khiếp. Chắc cũng không có, không thể nào mà có khu vườn nào mà có cái số lượng giá thể để mà trồng cây nhiều như cái vườn này luôn. Ở đây có một cái cây khế đẹp cực kỳ luôn, rất là nhiều nu. Và nói là sưu tầm này, những cái cây này thì nó không phải là vấn đề là tiền đâu, mà nhiều khi nó còn là một cái duyên rất là lớn, rồi cái sự may mắn nữa. Đó, nhiều khi chúng ta có tiền mà đến hỏi họ không mua, nhưng mà được một cái có ngày thì người ta lại bán cho mình. Đấy, sưu tầm thì rất là nhiều các cái chủng loại ở đây, khế rồi ổi kia cũng ổi cũng rất là đẹp. À, ổi này bên này có cái ổi cũng đã bắt đầu vẽ tàn được rồi. Đây này, cái ổi này nó thân nó cũng nu khá là đẹp này. Từ bên này sang bên này nó rơi đâu đó khoảng gần 40 và trên thân nó toàn là gai sần thôi, và cái nu hết toàn thân rất là đẹp. Rồi dưới này đấy, hồng xiêm này, những cây hồng xiêm nó bay cũng rất là phiêu, đúng không ạ? Đấy, nhiều cây lắm, chủng loại cây cực kỳ đa dạng. Và tôi thì chưa thống kê được xem là đất nước Việt Nam của chúng ta thì có bao nhiêu loại dòng giống cây để mà sưu tầm về, nhưng mà cứ từ từ dần dần thì sẽ tìm được hết. Sẽ làm sao để mà trong cái khu vườn này nó phải có đủ hết tất tật tật. Ở đây ở ngoài kia thì tôi còn thấy là có cả những cây mộc hương rồi. À, cây đơn vàng, đơn đỏ này cũng nhiều. Đấy, rồi cây rất nhiều cây hoa lắm, cây nguyệt quế cũng rất là to, rất là bự luôn. Là những cây túc to như này, cây túc mà to mà bay như này thì cũng không có nhiều. Bên này cũng còn một dãy nhiều cây lắm. Đây, những cái cây này cũng rất là độc lạ, cây này cũng độc. Toàn cây độc lạ hết, độc dị lạ. Đấy, ủa, trong kia có cả cây kiểu như cây xếu hay là cây cơm nguội. Đấy, kìa, thân nó nu cục. Đây, cây nhãn đặc biệt chưa các bạn, quý vị nhìn thấy cây nhãn. Đấy, nhãn mà như thế này thì nó không hề đơn giản chút nào, đúng không ạ? Đấy, ổi này, ổi bay này rất nhiều, và đây mà ngắm đã đời luôn. À, đẹp không, những cái cây đồ hàng siêu lạ. Cả một cái đoạn dưới của nó là cái rễ nó buông xuống. Trên thì có lẽ là tôi đoán là cái thân chủ của nó bỏ, và người ta lấy những cái cành, hoặc là người ta cắt đi để người ta lấy các cái cành người ta vặn lên làm tán. Đấy. Ở đây là những cây xoài. Uầy, nhiều cây đẹp quá đây. Cây đại này cũng là một những cây rất là lớn, rất là to và rất là cổ. Có lẽ nó phải đến vài trăm năm rồi. Cái này thì sưu tầm ở Nam Định về đây này, cũng rất là khủng, rất là khủng luôn. Cây hồng xiêm này đây nó cũng bay cực bay luôn. Một số những cây mới về thì tôi chưa đặt tên, và mấy hôm nữa thì tôi sẽ đặt một loạt xong lại khắc tên một loạt luôn.
Đấy, khắc đá một loạt luôn. Những cây hồng xiêm bãi cực phiêu. Bên này những cây lộc vừng này. Đó, thân dáng cũng rất là đẹp. Nhiều cây tuyệt vời luôn, nó là hàng hiếm. Cây kia là cây gì mà ghê này nhỉ? Cây khủng khiếp thế. Cây này cũng quá đẹp luôn. Khu vườn đẳng cấp Hà Nội hiếm có luôn. Ở Hà Nội chúng ta thì cái diện tích đất thì nó đã quá là vốn nó đã hẹp rồi. Thế mà cái điều kiện để chơi được những khu vườn như này thì không có luôn. Và tôi khẳng định như kiểu như cái vườn như thế này ở Việt Nam cũng không có nhiều. Tôi dám khẳng định là như thế. Mà có lẽ đây là một trong những vườn đầu tiên mà có cái ý tưởng là sưu tầm những cái cây của Việt Nam mà làm cái vườn bảo tồn đó, đặc biệt của đặc biệt đó. Trong này là các bác ấy đang vẽ bóng. Em chào bác. Kinh chưa, cây to đùng. Đấy, bây giờ đang làm cái công đoạn là lạo hết vỏ đi. Mát quá nhỉ, có cái quạt mát quá nhỉ. Cây to người bé tí tẹo. Đấy, sợ chưa? Kinh khủng. Lộc vừng ấy đặc biệt, siêu đặc biệt. Cây này nó như là cây sang hay cái gì nhá. Kinh khủng không? Đây này, cây này quá đặc biệt luôn. Cái thân nó vè mỏng dính. Đấy nhá. Ôi, cây này thì không biết là có lên được chậu không. Mà lên chậu nữa thì kinh khủng khiếp. Mục đích của việc mà chúng tôi cho lên chậu là bởi vì là sau này còn phải di chuyển. Vì cái vườn này nó là cái vườn nhân, tức là nuôi dưỡng thôi. Còn cái vườn chính để mà tới đây và quy hoạch thì dự kiến nó là một cái khu vườn rộng khoảng 15 hectare. Nó sẽ rất là đẹp luôn trong một cái không gian là tổng thể, được quy hoạch, thiết kế rất là bài bản. Và với mục tiêu lớn là chúng tôi sẽ làm ra một cái khu vườn thật sự là đáng đến của tất cả những người yêu cây trên đất nước Việt Nam này. Và có lẽ là những người nước ngoài khi đến cái khu vườn mà chúng tôi sẽ dự kiến để phát triển này thì cũng sẽ phải trầm trồ và thán phục. Chắc chắn là như thế. Đó là mục tiêu rất là lớn để hướng đến để phát triển. Ok, bây giờ thì cũng tham quan qua một vòng rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.